Ông bố chăm con kiểu thử thách sinh tồn, mẹ bất lực, khó vậy mà cũng nghĩ ra được. Ê gu, nay ông bố hóa gà trống chăm con à, ổn không ta? Ủa, cũng là uống sữa, mà nó lạ lắm mà nha. Ú là trời, rất chi là vụng và vô lý. Thế mà tụi không răng lại khoái khoái cái trò con bò này mới chết chứ lì. Ông bồ kiểu, đời trai sương gió, không hết chén là không nể tôi đâu này. Khá khen cho ông anh trông con theo kiểu sinh tồn, luyện cho cậu ấm skill cạn ly để lớn lên tiếp rượu đây mà. Chị vợ rén ngang không biết con có ổn không. Giao con cho bố mà tưởng đâu giao trứng cho ác không chứ. Các mẹ ở nhà có ông bố nào chăm con hài hước như vậy không? Chia sẻ bên dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nha.